Hello mọi người, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm massage mini chuyên sâu vùng cổ với gáy. Thực ra là chuyên sâu cổ với gáy nhưng mà sử dụng cho nhiều bộ phận khác, ví dụ như mông và bắp đùi, bắp tay vẫn ok. Lưu ý giùm em nha, bắp tay là dành cho bắp tay to to mới sử dụng được nghe, còn em thì nhỏ thôi. Và đây là sản phẩm của nhà Vidi Group, sản phẩm có thương hiệu uy tín nha, và Vít đang làm KOC cho thương hiệu nên sẵn đây review cho mọi người luôn. Và so với cái giá sản phẩm này, mọi người mua quá giá quá thấp so với những cái tính năng và giá cả của chất lượng của thương hiệu. Đây là cái hộp hồng phấn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Ok. Mà chiếc máy á, thì cầm khá là chắc tay, sử dụng pin xài liên tục trong vòng 3,5 giờ, nhỏ gọn tiện lợi và cứ nửa tháng này mới cần sạc một lần quý vị. Và phủ bên ngoài là một lớp da microfiber sợi dệt nhân tạo khá là dày dặn, bền đẹp và an toàn cho người sử dụng, ngay cả trẻ nhỏ nha. Ngoài ra thì tích hợp thêm nhiệt hồng ngoại này, giúp giữ ấm cơ thể, lưu thông máu huyết tốt hơn, tốt cho người sử dụng và đặc biệt tốt cho người lớn tuổi nha. Và những cái cánh tay xoa bóp á, nó có xoa bóp liên tục như đôi bàn tay khi người ta massage, người ta mài miết liên tục vô những cái nhóm cơ đau nhức mỏi, đặc biệt là khu vực vùng cổ vai gáy, giảm nhanh cái triệu chứng đau nhức mỏi cơ cứng cơ nè. Có thể sử dụng luôn cho khu vực mông, bắp đùi và bắp tay nếu mà bắp tay mình bự nha. Và chính sách hỗ trợ reship khi đặt hàng nè, thương hiệu uy tín, nhận hàng thanh toán và một đổi một trong vòng 30 ngày. Thương hiệu sẽ chịu chi phí ship hai đầu khi phát sinh đổi trả. Thì quý vị đặt hàng tại link TikTok Shop nha. Ok.